Vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Hapro Bắc Giang, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã tổ chức hội nghị khách hàng và kết nối giao thương. Tham gia hội nghị có trên 200 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xuất khẩu hàng thực phẩm, hàng phi thực phẩm, đồ uống và tổng hợp, dịch vụ đến từ Hà Nội, Bắc Giang và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có một số doanh nghiệp đến từ tỉnh miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước. Theo ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Hapro, hoạt động này mang đến cơ hội không chỉ cho Hapro và các đơn vị thành viên của mình, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, các đối tác bạn hàng, các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và cả nước nói chung có thể tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi và giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh, đồng thời qua đó sẽ góp phần quảng bá được thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị tham gia hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang hoan nghênh và đánh giá cao Hapro đã tổ chức hội nghị có ý nghĩa này. Thông qua hội nghị này, Bắc Giang mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, nhất là đặc sản của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm Bắc Giang có chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cùng doanh nghiệp và người dân Bắc Giang kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn để ổn định sản xuất và thị trường, cũng như hỗ trợ Bắc Giang thông tin tuyên truyền về các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Bắc Giang cũng đề nghị các nhà sản xuất doanh nghiệp của tỉnh thông qua hội nghị lần này sẽ chủ động tìm kiếm bản hàng thị trường để quảng bá thương hiệu hàng hóa của tỉnh, giúp cho sản phẩm hàng hóa của Bắc Giang tiêu thụ tốt hơn cả ở thị trường trong nước và nước ngoài.